Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng phu nhân, giáo sư Bành Thị Thiên và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sang thăm cấp nhà nước về Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của nhân dân Trung Quốc, là người đồng chí, ngày bạn lớn, gần gũi của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam. Xin chúc mừng và tôi tin tưởng là chuyến thăm của đồng chí sang Việt Nam lần này sẽ thành công tốt đẹp, là một dấu ấn lịch sử mới để đưa quan hệ hai nước, hai đảng chúng ta lên tầm cao mới. Tổng Thư ký đồng chí là một người bạn cũ, một người bạn cũ. 去年年底，你访华期间，我们相约在河内见面。今天我如约而至，完成同你第三轮回访。时隔六年，再到河内，我切身感受到越南党、政府和人民的深情厚谊。刚才啊。 欢迎仪式，这是一种最高的礼仪，我都能够体会到总书记同志的这种精心安排、深情厚谊。中方始终从战略高度的长远角度看待国家，把越南视为周边外交的优先方向。 着眼为国家谋发展、为人民谋幸福、为人类谋进步，我愿同总书记同志一道，宣布中越两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。